Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh chia sẻ mẫu nhà đẹp của công ty kiến trúc HCG. Nếu các bạn đang có nhu cầu xây nhà trong thời gian tới nhưng chưa tìm được mẫu nhà nào ưng ý, thì hãy liên hệ ngay kiến trúc HCG. Với tính thẩm mỹ cao, giá cả hợp lý, chúng tôi mang đến cho bạn không gian sống sang trọng và tiện nghi. Dưới đây là biệt thự 2 tầng mái Nhật. Công trình nhà vườn được thiết kế với phong cách kiến trúc hiện đại, đơn giản nhưng toát lên được vẻ đẹp nhẹ nhàng, ấn tượng. Với phương án thiết kế hai mặt tiền, bậc tam cấp cao ráo, tận dụng được lợi thế của khu đất và cảnh quan xung quanh, sảnh chính và sảnh phụ thiết kế rộng rãi, phần mái được tính toán với độ dốc phù hợp, đưa ra hai bên mạnh mẽ, vừa có giá trị trong việc tạo hình khối, vừa hạn chế tác động của mưa nắng vào nhà. Ngôi nhà lấy màu trắng và màu ghi làm chủ đạo, tương phản với hệ cửa gỗ màu nâu và đá granite sẫm màu tại khu vực sảnh, vậy nên từ đường gờ phào nhỏ nhất cũng được thể hiện rõ nét. Kiến trúc sư không quên điểm thêm đường chỉ trên tường khiến công trình thêm phần mềm mại và tinh tế hơn. Cửa chính của công trình được sử dụng bằng chất liệu gỗ tự nhiên, còn lại cửa sổ sử dụng chất liệu sinh pha có rèm che bên trong, giúp không gian sử dụng được thông thoáng nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư khi cần thiết, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của từng thành viên. Sự xuất hiện của khoảng sân chơi tầng 2 như một nguồn gió mát thổi vào công trình, ngoài không gian nghỉ ngơi trong nhà, thì đây là nơi mọi người có thể thư giãn, nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, không gian sống thêm phần sinh động và tiện nghi. Cuối cùng là mái ngói, đây cũng là điểm nhấn đặc biệt, hệ mái có độ dốc vừa phải, xếp lớp 2 tầng bao phủ trọn vẹn ngôi nhà, vừa giúp đảm bảo giá trị thẩm mỹ, đặc biệt phù hợp khí hậu nước ta, đảm bảo độ bền tối đa cho công trình. Như vậy, chúng tôi vừa giới thiệu xong cho các bạn hình thức 3D công trình biệt thự 2 tầng mái Nhật hiện đại. Để liên hệ kiến trúc HCG, các bạn có thể truy cập website kiến trúc hcg.com hoặc fanpage kiến trúc HCG hoặc hotline 0988 799 322 0946 322 799. Cảm ơn các bạn đã quan tâm video ngày hôm nay. Nếu có bất kỳ thắc mắc, đóng góp nào, hãy comment ngay dưới video này hoặc gọi trực tiếp đến số hotline của công ty để được tư vấn hỗ trợ. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.